sử dụng bằng lái xe giả bị phạt bao nhiêu tiền? Nhiều người vì muốn dễ nên không chịu đi thi mà chọn hình thức là mua bằng lái hoặc sử dụng hình thức là thi hộ. Nhưng khi được cấp giấy phép lái xe thì đó là giấy phép lái xe giả. Thì trong video này tôi sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về việc sử dụng bằng lái xe giả sẽ bị xử phạt như thế nào. Thì việc xử phạt hành vi sử dụng bằng lái xe giả được quy định cụ thể tại điều 21 nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ như sau. Đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh dưới 175 cm khối, tương đương là bằng lái A1 đấy, và các loại xe tương tự xe mô tô, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe hoặc sử dụng giấy phép lái xe giả sẽ bị xử phạt từ 800.000 đồng cho đến 1.200.000 đồng. Còn đối với việc điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm khối trở lên, tương đương là bằng A2, xe mô tô ba bánh sẽ bị xử phạt tiền từ 3.000.000 đồng cho đến 4.000.000 đồng. Còn đối với việc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô khác thì người điều khiển xe sử dụng bằng lái xe giả sẽ bị xử phạt từ 4.000.000 đồng cho đến 6.000.000 đồng. Thì ngoài hình thức phạt tiền, người điều khiển các phương tiện trên khi sử dụng bằng lái xe giả còn bị áp dụng hình thức bổ sung, đó là tịch thu giấy phép lái xe giả theo quy định tại khoản 9 điều 21 nghị định trên. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không học thật, thi thật để có bằng lái thật, vừa lái xe an toàn vừa không bị phạt.